Hey, chào cả nhà nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi nè nha cả nhà. Chúc cả nhà có ngày mới vui vẻ nha, làm ăn thành công trong cuộc sống nha. Em cũng mới vừa ra tới rừng này nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay thì bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh giúp em nha. Em cũng cảm ơn những anh em đã bấm đăng ký kênh, ủng hộ kênh em nha, đã đồng hành cùng em nha. Giờ em cũng mới vừa ra tới rừng này nha anh em. Giờ mình đi khu vòng vòng này nha. Hỏi có ông mà quay cho anh em coi nha. Vậy luôn rồi sao anh em? Gạo, gạo rồi, gạo rồi, gạo rồi. Sáng sớm vậy là gạo rồi nha. Con này chắc cái ba cái tư á. Để mình làm tấm thumbnail để cho anh em xem nha. Dí mệt dữ lắm á nha. Đây ngỗ này nha cả nhà. Giờ mình qua mình bắt mình quay cả nhà xem nha. Sáng sớm nữa là vô cũng chậm lắm nha cả nhà. Bữa giờ hồi mình không có đi không biết có mặt không nha cả nhà, nên cắt gỗ đầu tiên gửi cho cả nhà xem nha. Nhỏ nha, mặt tăng tàn luôn cả nhà. Mặt này nha cả nhà, tứ tàn luôn nha. Ấp tàn này á. Ổ đầu tiên của mình nha cả nhà, mặt đã lắm nha cả nhà. Rồi, gặp nữa quay cho cả nhà xem tiếp nha. Bên kia tràm kia có ổ rồi nha anh em. Giờ mình qua mình bắt mình quay cho anh em coi nha. Nhỏ rồi nha. Đây giờ nước của mình nha anh em. Anh em xem clip thì bấm đăng ký kênh, đừng quên like nha và chia sẻ giúp em nha. Mặt quá ok nha anh em. Gạo lắm rồi nha nè. Bộ mặt nè, mặt trắng nha anh em, mặt tơ tàn luôn á, cũng nhỏ rồi nha. Hãy gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Đằng lùm trà hâu đó có ổ rồi nha anh em, thấy lên xuống cũng đông đại, không biết lớn nhỏ nha. Rồi để mình lại cắt quay cho anh em coi nha. Vòng vòng đây quá đẹp luôn, có ổ. Còn có ổ nào nữa không? Cắt ổ này trước rồi anh em. Chiếc lớn nhỏ hay lên xong cắt xuống đằng này. Cũng nhỏ rồi nha anh em. Mình như không có mặt luôn cái gì anh em à. Không có mặt. Mình đã gài luôn nha anh em. Đã lại bữa nào mình quay lại mình cắt nha.
em, con nhỏ không nha anh em. Sao bữa nay mình gặp ngay chết không? Gặp cúc không nha anh em. Biết có mặt không biết. Thì có. Nãy gặp hết ổ không mặt. Ngày nó cũng cắt cái cúc gì chết quá anh em không. Chân cúc con quỷ anh em. Chân cúc mà mặt đẹp lắm nha. Nó gặp nữa. Đó nên tàn non quá. Gác bài nó cũng đi rồi nha anh em. Đấy, gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Đây ngỗ nữa nha anh em. Bên kia ngỗ nữa nha. Hai ổ nha. Không biết có mặt hay không nữa. Nãy giờ mình cắt một chục hết ổ nha anh em. Non. Không non nha anh em. Non chắc có mặt á. Mặt ngon lắm nha anh em. Không non có mặt à. Con già không có mặt nha anh em. Giờ kiếm con non đi nha. Mực đông lép lắm nha anh em. Ốc tàn này để cho nó nuôi con nha anh em. Đem qua anh kia anh cắt ngủ nữa nha. Bụi nhỏ anh biết. Chút xíu anh em à. Sao bữa nay mình gặp ông nhỏ con trời. Nhỏ mà nó ra vô cũng đông nại chứ. Cúc nữa anh em ơi. Sáng giờ gặp gì vậy đâu có một chợ. Chết rồi. Trời, đó như không mặt nữa. Trời, nhai đầu luôn. Chút gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Bây giờ mình gặp vậy không sao nuôi vợ nuôi con nấu anh em. Chết rồi anh em. Nhờ đó vậy mình còn gặp thêm món nữa rồi nha anh em. Vậy chết rồi. Sao muốn lấy toàn là trứng cút không vậy. Ông hết bự rồi. Ta cắt bự 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 không sao. Cắt gì đâu. Chút gì thôi nha. Chết rồi. Mặt thì ngon lắm mà sao không ông chết không à. Quay về trên mạng chữ em nữa. Vậy luôn rồi sao rồi anh em. gạo rồi sáng sớm về là gạo rồi nha. Con này chắc cái 3-4 á. Để mình làm tấm thumbnail để cho anh em xem nha. Dí mệt dữ lắm nha anh em. Mới bắt được nó nha. Ông gì đâu mình gặp gì vậy nè anh em.
chắc cái kiểu này mình phải liên hệ ông rừng của Bình Thuận quá, giao lưu với anh quá. Sao cắt đầu sáng giờ chút chứ không, không biết. Để mình cắt ô này ra nữa, mình ráp vô vỏ mình đi, hỏi có ô lớn mình quay nha anh em, quay ô nhỏ riết anh em chữ á. Cắt ra nha anh em. Sao cái cam mình bữa nay hơi mờ nha anh em. Mọc cũng được rồi nha. Nói chút gặp nữa quay cho anh em coi nha. Đây ngõ nữa nha anh em. Cười lắm rồi. Mặt đá lắm nha anh em. Gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Hôm nay anh em cũng chịu khó xem những ổ nhỏ đỡ giúp em nha. Rồi ngày nay em gặp ổ nhỏ không nha anh em. Nhỏ mà mặt ngon lắm nha anh em. Ồ, mặt đã lắm nha anh em. Ướp tàn lại để cho nó nuôi con nó nha anh em. Bột mặt quá ok. Chút gặp nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Bữa nay mình gặp ông nhỏ không nha anh em. Mình không nuôi nó ngày nào ấy nha. Mình gặp mình cắt nha. Ngõ nhỏ nữa nha anh em. Nhỏ mặt ngon lắm nha anh em. Rồi phải gặp ổ lớn nguội cho anh em coi nha. Chàm nữa ngõ nữa nha anh em. Giờ sáng giờ mình gặp toàn là chú cút không anh em ơi. Anh em xem clip thông cảm nha. Giờ mình qua mình cắt xuống quay cho anh em coi nha. Ông không có mặt mình cắt mình gác lại nha anh em. Để cho nuôi con nó con nha. Thì con ổ này nha anh em. Giờ mình leo lên mình bắt mình xuống quay cho anh em coi nha. Thầy sát nhà lắm. Ra nha anh em. Ổ vàng này nha. Thầy sát nhà quá mình không quay được cho anh em coi nha. Sáng giờ mới gặp được ổ bự nha. Nhậu đi tiếp, hỏi gặp nữa quay cho anh em coi nha.
cho tiếp nha. Trời đang ổn nữa nha anh em. Nhà mình kéo xuống mình cắt mình quay cho anh em coi nha. Nhỏ rồi nha. Cắt xuống quay cho anh em coi. Không như mặt anh em ơi. Bứt hết ráo rồi. Gặp nữa quay cho anh em coi nha. Chạm ổn luôn nha anh em. Rầu xong rất ngoan. Chứ à, con muốn mà con sức nữa, chết rồi. Con miếng mặt gì cũng sức nữa thì sao anh em. Còn cháo gì nữa. Trời, nuôi tạng mày lại luôn á. Chút nữa gặp quay anh em coi tiếp nha.